Nè, hôm nay mình sẽ review chậu hoa giấy nha. À, chậu hoa giả nha. Đây nha, đây là một chậu hoa giả ở quán 68 nha. Nó đã cũ quá rồi. Đây, đây là bông gì à? Cái vũ. Đây, cái hoa này được làm. Cái hoa này được làm từ bằng xốp các bạn nha. Que nó làm bằng cái gì không biết. Cái này được làm bằng giấy với cả cao su. Giấy nhựa nha. Bên trong này là cái này làm bằng xốp nữa các bạn nhá. Đây xem đây cái gì ạ? À đây bông nha, bông trắng nha. Đây à. Đây hoa gì ạ? Để nãi nhỉ. Hoa hồng các bạn nhá. Ok, đây là hoa gì tím. Không chơi phải chơi hoa nhá. À đây, cái thân bình nó có cả, nó gắn cả gì nhỉ? Gắn cả nước hoa các em. Ông tím đẹp luôn nhỉ. Đây là lá được làm bằng xốp tự nhiên nhá. Đây, lá xốp tự nhiên. Đấy, đây là cây. Ôi, tủ bố. Đây là toàn bộ một chậu hoa giả nha. Đây là hoa hồng. Đây là hoa dương nha. Hoa gì cũng được. Lụ các hoa chưa lở. Bây giờ mình sẽ đi quay một vòng bạn xem nhé. Nó đặt trên cái máy chạy ấy. Máy gì vậy? Đấy, một vòng vào nhé. Đây, mình sẽ quay lại sau này. Đấy, vòng vào xem nhé. Đấy, một vòng qua xem nó sẽ như nào. Hôm khác cháu chỉ video có một video được có mỗi 5.000 cô ạ. Đấy, mỏi tay quá, đổi tay á. Đây bạn nha, giờ mình xoay một vòng nhé. Bây giờ mình sẽ để lại cho cú nha. Đấy. Đây là lá rất xanh tươi, đẹp luôn. Đây, chơi được làm bằng nhựa nha bạn nha. Bạn ơi, cái này được làm bằng toàn uy tín bằng xốp, còn cái thân được làm bằng cốt thép nhá. Đây, đây là một cây thép đấy. Đây, tay mình luôn. Ok. Đấy, hoa rất đẹp luôn bạn em. Ok. Đấy. Ok bạn nhé, hoa trắng nha bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ hẹn ở đây. Nếu bạn ai cho mình like rồi chia sẻ, ok bye.